Theo khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năng suất lúa của Việt Nam bình quân cao hơn từ 1 tới 2 tấn một hecta so với nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng lợi nhuận người nông dân thu được thì chỉ bằng hoặc thấp hơn do lạm dụng quá nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật khi chi phí sản xuất cao. Less to get more, đầu tư ít nhưng hưởng lợi nhiều hơn là triết lý nông nghiệp mới để nhà nông có nguồn thu bền vững hơn. Thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nhiều quốc gia trên thế giới đang thành công với triết lý Less to get more, tức là giảm chi phí, đầu tư ít nhưng được hưởng nhiều hơn. Còn ở Việt Nam, người nông dân vẫn còn lạm dụng phân bón thuốc hóa học để đạt sản lượng, làm đất trồng ngày càng bạc màu và phá hủy hệ vi sinh vật tự nhiên, khiến chi phí sản xuất ngày càng tăng. Thống kê của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, giá thành sản xuất lúa trong 10 năm qua tăng lên gần gấp đôi. Từ khoảng năm 2010 tới năm 2012, giá thành của 1 kg lúa khoảng 2.000 đồng. Trong 2 năm gần đây, giá vật tư nông nghiệp tăng kéo theo giá thành sản xuất vụ lúa hè thu và vụ thu đông vừa qua, lên tới khoảng 4.000 đồng 1 kg. Những nỗ lực cơ giới hóa, chuyển đổi giống lúa của ngành nông nghiệp vẫn không đủ bù lại khoản tăng chi phí vật tư. Thống kê lợi nhuận của nông dân giảm từ 8 cho tới 10 triệu đồng một hecta trong 10 năm qua. Hiện nay, giá lúa tăng cao, nhà nông phấn khởi, nhiều nhà khoa học khuyến cáo nông dân rất cần sự tỉnh táo trong sản xuất. Không nên vì lợi nhuận tức thời mà lạm dụng quá nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để đánh mất chất lượng và uy tín hạt gạo Việt. Tôi nghĩ đó thì giá lúa cao như hiện nay đó là bất thường, nó không phải bình thường. Theo tôi đoán, cá nhân tôi đoán đó là tới giữa năm sau đó là chắc giá lúa giá gạo của nó xuống. Thì thành ra đó là đối với nông dân đó thì phải rất là tỉnh táo và không nên chạy đua theo năng suất. Chất lượng là yếu tố quan trọng. Cái thứ hai là xây dựng một cái niềm tin giữa nông dân với lại doanh nghiệp để tạo cái mối liên kết bền vững, cũng như là cùng liên kết với nhau với để hình thành các cái tổ hợp tác xã, thì như vậy đó thì mới bền vững được. Lê Minh Hoàng, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá: ngành lúa gạo Việt Nam có lợi thế rất lớn từ hệ thống thủy lợi và nguồn nước ngọt so với nhiều quốc gia. Qua khảo sát, năng suất lúa của Việt Nam đã đạt ngưỡng không tăng trong 10 năm gần đây. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng và tận dụng lợi thế về sự đa dạng sinh học sẵn có để trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản theo hướng hữu cơ, an toàn, chất lượng sẽ là bước bứt phá để nâng cao hiệu quả sản xuất trong bối cảnh giá lúa tăng cao hiện nay. Việc là đồng bằng sông chúng ta là phải đi mạnh vào gạo hữu cơ, vì chúng ta có một cái môi trường rất là tốt, đó là cái vùng lúa tôm của chúng ta. Và nếu chúng ta biết cái vùng lúa tôm này hiện nay đã có 200.000 hecta và có thể nâng lên là 300.000 hecta mà thành một cái vành đai tôm lúa hữu cơ, thì đây là một vùng đầu tiên trên thế giới mà làm được cái chuyện này. Mà hiện nay chúng ta đã có cái vùng này và chúng ta cũng đã có những cái mô hình làm tôm lúa hữu cơ, và nhà nước chúng ta có một cái chính sách phù hợp với doanh nghiệp cùng với nông dân tham gia để mà xây dựng một cái vành đai tôm lúa hữu cơ ven biển đồng bằng sông Cửu Long mà quy mô 200-300.000 hecta. Thì quy mô 200-300.000 hecta cũng đồng nghĩa là tương đương với là gần 700-800.000 hecta lúa. Cái giá trị và cái vùng hữu cơ này làm ra được nó sẽ giá trị như thế. Giá lúa tăng cao thời gian gần đây giúp nông dân phấn khởi vì tăng được nguồn thu. Đây cũng là cơ hội để tiếp tục khẳng định giá trị trách nhiệm của hạt gạo Việt Nam trên thế giới. Đổi mới tư duy sản xuất an toàn, giảm chi phí từ làm nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp là yếu tố quan trọng cho cuộc cách mạng của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.